Đây, có một điều lưu ý này, khi các bạn lên những cái bản mà cao cao như cả Xì Tô Chải với Lao Chải nhá, là chúng ta không nên đi những con xe tay ga nhảy Ôi, lên. nhưng mà mới đại. Khi mà mình đi những con xe tay ga lên thì Không khi mới đại. mà mình lên dốc thì không vấn đề gì, nhưng mà lúc xuống dốc này phanh nó không ăn luôn. Đó, phanh nó nóng quá xong là nó Đi. tự nhả phanh luôn, đó phanh Đi. nó không ăn luôn. Đấy. Đây là các bạn đừng có bao giờ đi con những con xe tay ga này như này lên để đi lên những cái bản cao cao như thế nhá. Tốt nhất chúng ta đi xe số thôi. Và thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại bản Xì Thâu Chải. Đây là một ngôi làng của người Dao Đồng Bằng ở trên huyện Phong Thổ. À quên, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Và đây chính là cái cổng vào làng. Thông thường thì mọi người đến đây thì mọi người sẽ phải để xe ở đây và chúng ta sẽ đi bộ vào trong làng. Đó, còn người dân thì người ta vẫn đi vào bình thường, nhưng mà mình khuyên các bạn là khi mà đến đây thì chúng ta sẽ để xe ở ngoài này, sau đấy là đi bộ vào. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái cảnh quan ở trong này nó rất là đẹp. Đây là một cái tượng, hai cái tượng. Đây là chính là cái trang phục. Đây chính là cái trang phục mà của người Dao Đồng Bằng ở trên bản Xì Thâu Chải này. Bình thường khi mà ở trên huyện Tam Đường có những cái tuần lễ mà du lịch thì riêng cái bản Xì Thâu Chải này có rất là đông du khách đến để tham quan và nghỉ ngơi tại đây, bởi vì ở trên cái bản này cũng có rất là nhiều cái homestay và người ta có nấu ăn cho các bạn luôn ở trên này. Đó. Còn bình thường mà khi các bạn đến thì cũng không đông cho lắm, đúng không ạ? Thi thoảng thì mình sẽ có một vài khách đến đây bởi vì người ta ưa thích cái không khí trong lành, mát mẻ ở trên này. Đó, và đây chính là cái ơi. Cháu làm quen với chú á? Dạ, cháu tên là gì? Cháu tên là Đánh à hả? Cháu học lớp mấy rồi? Học lớp 1. Nhà nhà con ở đâu? Ở trên kia. Nhà con ở trên kia. Thế bạn kia tên là gì? Bạn Huyền. Bạn tên là Huyền. Huyền, đội mắt ta đè. Con là người Dao đúng không? Ừ, bố mẹ con cũng là người Dao đúng không? Thế con có cái bộ quần áo của người Dao mình không? Có. Có hả? À, thế hôm nào khi nào mà có dịp thì con mặc cái bộ đấy nhé. Để người ta lên đây chơi người ta biết rằng à con là của một người dân tộc Dao ở trên này nhá. Ok anh, chú cảm ơn con rất là nhiều. Phong Lan. Yes. Việt Nam speak Phong Lan. Beautiful. Why beautiful luôn. Ủa, so beautiful. Yeah. How to say in Vietnam? Phong Lan. Phong Lan. Yeah, Phong Lan. Phong Lan. Thailand is quê mái. À. อาจจะไม่ใช่กล้วยไม้ทุกคนมันคงมีชื่อนะแต่ปิงก็ไม่รู้แต่ว่าสวยมากโอ้Một cái mái ngói cổ, mái ngói này là ngói từ đời xưa và bây giờ chắc là không còn nữa này. Đấy. Ở đây người ta đã tận dụng làm một cái cổng cổng vào nhà. Và đây chính là cái không gian chính của ngôi làng. Đây là vị khách ở Thái Lan về. Thái Lan. Xin Thái Lan. chào. Yeah. Chính ra mình lại thích lên bản những cái dịp không có lễ hội, bởi vì khi mà mình lên ở những cái đấy thì những cái dịp như thế thì mình sẽ tận hưởng được cái không gian trong lành và yên tĩnh nơi những cái bản làng rất là đẹp ở trên vùng núi. Đó. Hiện tại là 12 giờ kém. Toàn bộ là vẫn đang mây bay phủ trên kia. Đó. Ở đây thì có người ta giữ được những cái cây trong rừng, cây cây cổ thụ ạ, rất là to. Đó. Ra thì cái ngôi làng Xì Thâu Chải này thì mình cũng lên rất là nhiều rồi. Nhưng mà mỗi lần lên mình đều có những cái cảm giác và những cái trải nghiệm khác nhau đến với cái ngôi làng này. Cảm nhận chung mình có khi mà mình đến với cái ngôi làng này đó chính là một cái sự bình yên và một cái sự mát mẻ, bởi vì cái ngôi làng này là nằm ở trên rất là cao và cũng không quá là đông dân, và cái đường xá, kể cả đường xá và những ngôi nhà ở đây thì người ta đã
được làm lại và có một chút gì đấy là hiện đại hơn. Cái hồi xưa là có những cái mái ngói hoặc là mái bờ rô xi măng cũ hoặc là mái ngói cũ, nhưng mà bây giờ thì đã được làm bằng những cái nhà gỗ như này, khang trang như này. Đó. Và người ta vẫn giữ lại được những cái ngôi nhà chỉnh tường như thế này ở trên bản. Và đây, ngôi nhà này cũng thế này. Đây là một cái ngôi nhà chỉnh tường cũ. Đó. Phía bên này các bạn có thể thấy là tường là đất này, tường đất này. Bên này, bên hông này sẽ là để củi. Đó, và các bạn có thể thấy tấm tôn này. Nó cũng rất là lâu rồi đúng không ạ? Biến hết màu rồi. Đó. Những cái con đường ở trong bản này thì được lát đá như này. Đó, khi mà các bạn đến đây thì các bạn có thể đi bộ trekking thoải mái ở trong cái không gian cái ngôi làng này luôn. Mình rất thích đến những cái làng như thế này để có những cái không gian mà rất là yên tĩnh. Hầu như là vừa rồi mình đi qua ở dưới kia thì là người ta đang phát quang cỏ dại ở hai bên ven đường, bởi vì cái đường từ cái thị trấn Tam Đường lên đây thì nó cũng rất là dốc và hai bên đường cũng là mùa này mùa mưa nên là nó rất là rộng. Thì hầu như là người dân đã đi xuống đấy hết, và trong bản mình vào đây hầu như là nó có cảm giác vắng lặng. Nhưng mà nó cũng rất là đẹp nha các bạn này. Người ta có thể điểm thêm một vài cái chậu hoa, bông hoa, trồng một vài cây hoa vào đây. Nó cực đẹp luôn. Đó. Ngô này các bạn này. Đó, cháu chào cô. Cô ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn buổi trưa rồi à? Ăn buổi sáng đấy. Ăn buổi sáng, bây giờ mới ăn buổi sáng. Thế khi tầm mấy giờ thì ăn buổi trưa? Đây là cô mình là người giao đầu bằng ở trên này đúng không? Đây là nhà mình luôn à? Vâng. À. Chào cô nhá. À. Đây là cái ngôi làng chuẩn luôn của người giao đầu bằng. Đây là một cái dân tộc có một cái trang phục rất là sặc sỡ và đẹp. Đây, vừa nhắc đến trang phục xong mình thấy một cái bộ trang phục người ta treo ở ngay ngoài luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh luôn nhá. Cái bộ trang phục đây như là một cô người, một cụ bà người giao đầu bằng. Đó, ở trên này luôn. Okay, em chào anh. Anh lên đây chơi ạ? Mình sẽ cho các bạn xem cái bộ trang phục của người giao đầu bằng. Wait for me about 5 minutes. Đó. Đây chính là cái bộ trang phục của người giao đầu bằng ở trên xì thâu trải. Bộ trang phục rất là sặc sỡ phải không ạ? Đó. Ở đây thành những cái một cái góc rất là chill để ngồi cà phê đó, và cái cổng nhà này đó rất là đẹp luôn đó, trang trí bằng những quả thông đó, quả thông. Đây là cái trung tâm của bản luôn, các bạn có thể thấy mây đang bay này. Các bạn xem đây là cái vỏ cọ mà làm để đeo vào lưng người chị, cái này đeo vào lưng để che che lắng che mưa. Ok. Lắng. I see. Sa lắng. À sa lắng. Ok. Ôi. Còn cái này là mâm để ăn cơm. Mâm ăn cơm, và cái này là một cái mũ của cái nón của người giang. cái này thì làm bằng cái gì chị? มันเป็นหนังตัวบาซีมังควายนะแล้วก็จะเป็นหนังตัวควายแล้วก็ใส่นี้เนาะแล้วก็เอาของน้ำหนักใส่ข้างหลังอีกเนี่ยแล้วก็แบกแล้วก็เอาของ một cái ngôi nhà trình tường của người giao, và bây giờ hiện tại thì đã được chuyển đổi thành một căn bếp. Đó. Đây là một cái ngôi nhà rất là cũ rồi, và bên này cũng có một cái ngôi nhà. Đây là bằng ngói cũ. Ngói hồi xưa là tự làm cái ngói này. Đó. Chắc tuổi đời cũng phải vài chục năm rồi. Đến hiện tại thì bây giờ là cái ngói này hiện tại đã không còn, mọi người đã không còn làm nữa, mà bây giờ toàn bằng lợp, bằng tấm bro này, tấm tôn này. Đó. Cái tường đây các bạn, tường.
tường bằng đá luôn. Rồi. Tường bình thường là tường ngôi nhà trình tường bình thường là sẽ bằng đất, còn nhà này thì là sẽ có cả đất và đá luôn này. Đó. Các bạn thấy không? Rồi. Và đặc biệt là ở bên hông nhà của những cái ngôi nhà ở trên này thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái đống củi như này luôn. Đó. Hiện tại thì chúng tôi đang di chuyển xa cái bãi nhảy dù. Bãi nhảy dù là một cái bãi thường xuyên được những cái người ưa thích nhảy dù lượn lên chân này, và thường xuyên có những cái cuộc thi dù lượn lên chân này luôn. Cái đường đi không bao giờ sợ bị bẩn luôn. Anh chị về luôn à? Dạ. Dạ. Đó, cái cổng nhà rất là đặc biệt này. Cổng thì bằng hai cái cây cổ thụ to luôn. Đó, và chỉ cần đóng mỗi cái mái vào ở trong cái này là tự nhiên thành một cái cổng vào nhà luôn. Ấy. Nhà thì đã được làm lại bằng gỗ rất là đẹp. Hiện tại thì góc này rất là chill và chính là cái góc mà đáng tiền nhất ở trên cái Xì Thâu Chải này. Đây chính là cái điểm mà người ta thường bay cái dù lượn ở trên này. Đó. Thì từ đây các bạn có thể nhìn được toàn bộ thị trấn Tam Đường ở bên dưới kia. 12 giờ trưa các bạn có thể thấy xung quanh đây có rất là nhiều bay. Và trên này cũng có rất là nhiều bạn lên đây để chill. Đó. Thị trấn Tam Đường rất là nhỏ bé ở dưới kia. Đó. Có thể lên đây nhâm nhi vài cốc nước. Đó, thêm một cái vài bản nhạc chill. Và tận hưởng cái không khí rất là trong lành ở trên này luôn.